lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Chuyến hành trình về điện ảnh và truyền hình. Chương trình 8 Cine. Gặp gỡ hai MC vui nhộn. Các bạn đã đến với chương trình 8 Cine. Trò chuyện với những vị khách mời nổi tiếng. Còn chần chờ gì nữa, đón ngay chuyến xe 8 Cine lúc 14 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV9.